Đây là pha triển khai bóng của viện kế toán kiểm toán. Đường chuyền xuyên tuyến không thành công. Cơ hội rất tốt, không có bàn thắng dành cho cầu thủ của kế khoa toán kinh tế. Đó là tình huống cầu thủ mang áo số 12 của đội bóng áo xanh là Trần An Đức đã chớp thời cơ. Buông chuyền dài chuẩn xác đến vị trí của tiền đạo trái. Thả bóng xuống biên. Đó là pha xử lý có phần đồng đội. Đó là tình huống xử lý xuất sắc và bàn thắng đã đến với cầu thủ của cầu thủ viện kế toán kiểm toán. Đó là bàn thắng đầu tiên của Đặng Xuân Hà. Và chắc chắn là một trong những bàn thắng đẹp nhất của vòng đấu này. Thậm chí là đẹp nhất của cả mùa giải. Khi cú đá vừa rồi là quá khó tin. Chúng ta xem lại một lần nữa sẽ thấy tình huống này là một cú đá không tưởng. Từ chấm đá phạt góc, một cú đá sửa thẳng vào góc xa là điều vô cùng hiếm gặp. Cú đá, bóng đã chạm tay của Vũ Hưng. Lại là một cấu trúc lên bóng 3 người. Và nó tiếp tục bị cắt. Cơ hội vẫn còn. Đường chuyền cơ hội nguy hiểm. Vũ Hưng tiếp tục nhoài người để xoạc chân. Đây là cơ hội tốt. Phá dứt điểm nguy hiểm. Tình huống cản phá hay là của thủ môn Nguyễn Minh Hiếu. Sẽ có thêm một quả đá phạt góc. Cú đá vừa rồi đã hướng thẳng vào góc gần. Đường chuyền hơi non. Cơ hội để triển khai. Rất tốc độ, cánh trái có người. Đẩy bóng hay. Cơ hội không vào. Đó là tình huống dứt điểm của Xuân Hà. Khả năng chơi bóng bằng hai chân của cầu thủ này là rất tốt. Không được. Thời cơ để phản công cho toán kinh tế. Rất chậm rãi, tỉnh táo. Sẽ vào trong. Hướng bóng sang phải. Chọc khe, không vào. Rất tiếc cho toán kinh tế với tình huống phối hợp đậm chất ăn ý của đội bóng này. Chỉ với một bàn thắng dẫn trước, chưa thể nói trước được điều gì. Đường chuyền ra, phối hợp rất tốt. Ngoặt bóng, vẫn còn. Cơ hội, cú đá. Như vậy, tiếng còi trọng tài là không có bàn thắng được ghi dành cho kế toán kiểm toán. Rất tiếc. Rất tiếc cho đội bóng này. Khi mà trái bóng có vẻ như đã đập xà ngang và bật thẳng xuống. Và như vậy bàn thắng đã được công nhận cho kế toán kiểm toán. Một pha phối hợp tốt của đội bóng này và phải cần đến những trao đổi của hai vị trọng tài thì tình huống tấn công mới được công nhận thành bàn thắng. Toán kinh tế đã choáng váng sau tình huống phản công chất lượng của kế toán kiểm toán. Thế trận sẽ khó khăn hơn cho đội bóng áo xanh. Tình huống tranh chấp rất hay. Thời cơ để có thể tung ra cơ hội thành bàn, không vào. Rất tiếc là các cầu thủ toán kinh tế vẫn không thành công cho tình huống dứt điểm của mình. Tình huống vừa rồi cũng đã khép lại hiệp đấu thứ nhất. Tỷ số tạm thời là 2-0 với lợi thế được dành cho viện kế toán kiểm toán. Hiệp đấu thứ nhất là một hiệp đấu hấp dẫn với nhiều bàn thắng. Sẽ là một cơ hội nữa dành cho cầu thủ của đội bóng áo đỏ, khá nguy hiểm. Cú sút bóng đến đúng vị trí của thủ thành Minh Hiếu. Cơ hội để phản công, dứt điểm, không vào. Pha xử lý là chúng ta liên tưởng đến Karim Adeyemi của trận chung kết Champions League vừa mới diễn ra. Một tình huống mà cũng giống như pha xử lý đó. Rất nguy hiểm, tiếp tục là Vũ Hưng chơi rất tốt. Hàng phòng ngự của viện kế toán kiểm toán đang lộ ra những sai lầm. Và nó khiến cho Vũ Hưng phải làm việc vô cùng vất vả. Căng ngang, nguy hiểm. Và như vậy bàn thắng Dương Văn Cách Việt đã đến với toán kinh tế. Sau rất nhiều những tình huống triển khai tấn công không thành, một tình huống cố định đã trở thành lời giải. Lại một lần nữa thì viện kiểm toán, kế toán kiểm toán để lộ khoảng trống khi thực hiện những pha phòng ngự. Lần này thì họ đã phải trả giá với bàn thua.
lại là cơ hội cho Tăng Kinh Tế. Phạt bóng không vào. Anh Đức đang thăng hoa với những pha xử lý của mình, nhưng Quế Duyên vẫn chưa đến với số 12. Cần phải có sự tỏa sáng. Không được thì có cắt bóng ngay trước mũi giày. Trần Anh Đức căng ngang, thời cơ không vào. Rất tiếc cho số 8, đó là Nguyễn Anh Hào. Pha bóng đã khiến cho Vũ Hưng gặp phải chấn thương. Có lẽ là một tình huống mà anh đã bị bóng sút trúng phần bụng dưới, đang ở rất gần việc có được bàn thắng gỡ hòa. Anh Đức cú đá rất hay. Vũ Hưng đã ôm gọn. Anh Đức đang có một ngày thi đấu tốt, song hành cùng anh Hào. Hai tiền đạo đã làm khổ hàng phòng ngự của viện kế toán kiểm toán. Đó là pha phối hợp tốt. Viện kế toán kiểm toán tìm được cho mình những cơ hội nguy hiểm ở quãng cuối của hiệp 2. Lại là cơ hội dành cho. Không được. Vẫn còn Đào Huy Hiệu. Phạt bóng dứt điểm. Đào Huy Hiệu có tình huống xử lý lạnh lùng để nâng tỷ số lên 3-1 cho viện kế toán kiểm toán. Xuất sắc. Đó là những gì chúng ta có thể cảm nhận ở kế toán kiểm toán ở tình huống vừa rồi. Họ chớp lấy sai lầm của toán kinh tế, và sau đó là một tình huống ngoặt bóng lạnh lùng, dứt khoát. Pha bóng dư một gáo nước lạnh dội đến bầu không khí rực lửa của toán kinh tế. Qua người Quốc Duy, cú đá rất căng ở Quốc Duy. Đường truyền, và đó là tình huống xử lý tập trung của Vũ Hưng. Chuyển ra, pha đặt lòng, không được. Và tiếng còi trọng tài đã vang lên. Trận đấu khép lại với tỷ số là 3-1. Viện kế toán kiểm toán giành chiến thắng thuyết phục trước cầu thủ toán kinh tế. Đó là kết quả chung cuộc của trận đấu này, khi mà viện kế toán kiểm toán có được cho mình sự tỉnh táo ở những phút quan trọng nhất để đem về cho mình 3 điểm và tiếp tục duy trì vị thế bám đuổi cho ngôi vương ở giải bóng đá Elite năm 2024.